chào các bạn. Aikido cuối tuần hôm nay, đề tài tôi muốn đưa ra là trong clip này là cái trả lời số cái comment của một số thành viên Aikido sau khi tôi đăng tải một cái clip do một cái member gửi về một cái huấn luyện viên cao đai trong Aikido trình diễn một cái dạng chém Aikido. Và một số bạn trẻ trên YouTube có một số câu hỏi đến với kiếm nhật là các bạn phải hiểu và phải nắm vững cái bài gọi là Hát Bô Viên trong kiếm nhật. Thứ nhất là cái dạng có cái tên gọi là Nukisuke. Nukisuke là cái dạng khi các bạn đứng ở như thế này, bạn chân trái bước lên 1, 2 là chân phải, thì các bạn rút kiếm ra. Cái dạng rút kiếm ra này thì bạn kéo cái kiếm ra thẳng ra đây, thì kiếm nó đang nằm ở dạng góc độ là 90 độ. Thì khi các bạn kéo ra đến đây rồi thì cái bao kiếm bạn mới lật được để cho cái mũi kiếm nó đi ra. Nó gọi là Nukisuke. Nukisuke nó ở dạng là chém ngang từ cái cầu vai bên phải, bên trái này, đi qua cái cầu vai bên phải, nó nằm ở mức độ dạng. Cái mũi kiếm các bạn sẽ chú ý cái mũi kiếm, nó tới đây nó dừng. Nó sẽ là cái điểm này, nó với cái điểm, cái cầu vai của bạn, nó là một điểm này, nó tên này. Nó không cao lên mà cũng không thấp xuống, nó ở ngang tầm như vậy. Đó là Nukisuke. Và khi các bạn chém ra như vậy rồi, xin lưu ý các bạn chém như vậy thì cái bước chân sau của các bạn nó phải cong, nó cong cái đầu gối, nghe các bạn chú ý, nó cong cái đầu gối để các bạn chém ra. Nó không quá dài, nó ở đây. Khi các bạn chém ra như vậy và vô kiếm lại bao thì các bạn nhớ kỹ, chém ra như này vào kiếm bao thì bạn đưa cái sống về, nó nằm ở trên cái vai và hạ cái tay xuống để cho nó nằm ở trên cái khẩu tay của nó. Các bạn cầm cái nô tô của cái bao kiếm để các bạn ước lượng được cái tầm vào của nó, mắt bạn nhìn thẳng vào đối thủ, kiếm của bạn ra vừa vào vô bao thì bạn vô nhanh hay là chậm thì tùy bạn, nhưng khi các bạn vô gần tới cái khoảng gần tới cái nô tô, cái là cái miệng bao kiếm đó, thì các bạn phải chậm lại. Tôi nhắc lại, khi các bạn đến đây là bạn phải chậm lại. Lý do tại sao? Thứ nhất là bảo vệ cái bao kiếm của bạn. Bạn vô quá nhanh nó sẽ hư cái bao kiếm, nó làm lỏng đi, thanh kiếm bạn sẽ bị tuột ra ngoài. Đó là cái điều tối kỵ nếu bạn muốn phá hư cái kiếm. Thứ hai là khi các bạn chém ra đây, bạn vào đây rồi, bạn phải nhớ kỹ, trong kiếm hay bất kỳ cái môn kiếm võ thuật của người Nhật đều nó có một cái dạng gọi là Zenshin, tức là vẫn còn ở relax, nghỉ trong dạng trạng thái đề phòng. Nó gọi là Zenshin, là nghĩ trong sự đề phòng. Tức là bạn chém ra rồi, bạn hoàng rồi, bạn vô trong đây rồi, nhưng mà bạn nghĩ nguyên địa thủ đề phòng. Khi nó tấn công lại nữa thì bạn rút ra nữa. Đó là cái điều mà các bạn phải xin lưu ý các bạn. Bất cứ môn võ Nhật nào đều nó có danh sinh cả. Kendo cũng có, Aikido cũng có. Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ tìm hiểu đi. Nhưng vấn đề tôi nói là khi các bạn chém ra và vào bao rồi, nhớ
rất là chậm khi vào. Và khi vào kiếm vô bao rồi thì cái chân sau của các bạn mới từ từ rút lên cùng với cái nghiệp của để kiếm vào trong bao. Chứ không có cái chuyện mà gọi là chân sau dài thon chém ra như vậy vô kiếm vô bao rồi rồi quay đầu nhìn coi cái mình có nó vô bao không. Cái này là kỹ thuật sai các bạn. Trong kiếm không có dụng mà sải thầy lan cái chân vậy. Trong ai kỹ đồ cũng vậy, tôi thấy hầu như bây giờ toàn bộ những đai cao của Aikido đánh đầu Aikido lúc nào cũng đưa hai cái chân gà dài vậy, cái tấn nó dài vậy. Tôi hỏi mà mở miệng ra thì nói sao? Thích ứng cho tất cả các từng đó, con gái, con trai, ông già. Người già làm sao có cái tấn như vậy được? Còn nít là con gái là bung cái chân như vậy mất thẩm mỹ. Nhưng tôi không hiểu sao đó là sự thay đổi của ngày nay. Họ cho là sự thay đổi ngày nay để thích ứng với thể thao. Tôi không hiểu thể thao thế nào. Và thứ hai là tôi nói, bây giờ tôi nói lại, khi các bạn rút kiếm vậy trở về vào bao thì cái chân sau bạn rút lên cùng nghiệp. Khi cái này chậm lại thì cái bao này, cái kiếm này mới vô trong bao. Đó là cái kỹ thuật của nó, chứ không phải là như vậy. Bạn vô kiếm cái bao rồi, mắt nhìn đây, chép về đây liền. Không có. Kỹ thuật này tôi không hiểu nó như thế nào. Bởi vì nó đánh mất cái chuyện gian sinh đó. Khi các bạn kiếm vô kiếm trong bao, và khi bạn rút nhanh gì bạn sẽ mất bất thăng bằng. Khi được tụng tấn công tới mà không có kịp để rút kiếm ra, đó là cái cách rút chân sai. Và tôi xin lưu ý cho các bạn, khi các bạn ra chém nước kia xa rồi vào kiếm vô bao, nếu bạn dũng máu nói về dũng máu thì tôi nói, xin nói sao cho các bạn. Bây giờ tôi nói cái thế kiếm thứ hai của chém ra giờ này, thì cái thế kiếm thứ hai của các bạn đó là đưa cái mũi này lên, đưa cái mũi kiếm này nè lên trên và chém thẳng xuống. Nhớ kỹ, bạn làm sao nó có tiếng gió để làm gì? Để bạn ước được cái lực của bạn nó ra đầu ngọn. Cái thế từ trên bổ xuống giống như trong Aikido gọi là Showman. Thì trong kiếm nó là Kiri Otoshi, từ trên bổ xuống chém đôi cái người ta ra, gọi là Kiri Otoshi. Các bạn trái phải, phải gọi là Migi, trái thì gọi là Hidagi. Thì khi các bạn thủ ở dạng này, ở dạng Chudan, bạn đưa nó về cái dạng thủ Waki, thì khi các bạn cái mũi kiếm nó nằm ở bên trên trái nè mà nó đi qua phải để chém lên Yakukesa là chém chéo, chém hình chữ X. Tức là từ đây bạn chém lên, chém từ cái ba sườn của người ta lên đến cái cầu vai của người ta. Nó gọi là gì? Nó gọi là Kesa. Kesa là dạng chém chéo. Khi các bạn chém Migi Kesa ở dạng này và lật ngược xuống chém ở dạng Hiragi Kesa thì nó tới đây, chứ nó không đi về đây được. Nguy hiểm. Đó là cái điều các bạn phải lưu ý. Và khi tới đây thì hai cái đầu gối bạn chụm lại, chém tới đây cái mũi đây. Bởi vì sao? Đây là một cái dạng chém của trong cái bài Hapobi. Khi các bạn chém đến đây
thì bạn có thêm một cái thế kiến nữa, nó gọi là su hê. Su hê cũng vậy, khi bạn từ bên trái sang bên phải thì nó gọi là migi su hê, tức là bằng phải chém ngang. Cái dạng của chém bamboo là xuống lên và ngang, xuống lên và ngang. Thành ra khi các bạn từ bên đây, bạn xuống ở đây rồi, bạn chém ngang qua đây, thì tôi cũng nói cho các bạn nhớ kỹ, bạn chém ngang thì cái chân của bạn, tôi vẫn nói là nó giống như cái dạng mà bạn đánh gớp hay bạn quất cái bàn đánh cầu lông, thì cái tay kiếm của bạn nó như vậy, nó lỏng người, nó không có dùng một cái sức lực mạnh trùng cái đầu gối lại, thì là cái trọng tâm bạn sẽ vững ngay. Và khi bạn chém lên, bạn phải chú ý cái mũi, chứ không phải bước lên về, bước lên về, bước lên về, bước lên về. Thấy ghê lắm, nhưng mà thật sự nó không đúng kỹ thuật. Bạn sẽ không nghe được cái tiếng gió của bạn, và bạn phải dùng cái lực rất là mạnh, một cái tấn rất là dữ dội. Nếu cái không gian của bạn quá chậm, bạn không có khả năng bạn làm được những cái thế kiếm lắc léo được. Thật ra tôi nói với các bạn, khi bạn xuống đây bạn muốn lên, bạn chém mấy anh này su hê ra đây, xuống. Khi các bạn chém được su hê ở dạng ngang, su hê là cái dạng chém flat, bạn phải làm sao cho nó smooth, nó gần giống như là nukisuke, nhưng vì nó vận dụng một cái hông lắc kiếm đi bằng hai tay, thành ra nó mạnh hơn và cần cái lực hông để làm cho cái vật sức công phá nó mạnh hơn, nảy lên. Đó là su hê. Và trong kiếm nhật nó có hai, một dạng là nukisuke, hai là kiriotoshi, ba là kiriage, tức là chém tóc, chém tóc từ dưới lên, cái mũi kiếm này chém tóc lên, nó gọi là kiriage. Bạn đừng lầm lẫn giữa, tôi xin nhắc lại, sẽ có nhiều bạn lầm lẫn giữa cái chém Migi Hiragi Kesa với cái đòn Kiriage. Tôi xin nhắc lại các bạn, khi các bạn chém ở dạng Kesa là các bạn chém từ ngay cái vai của người ta xuống cái ba sườn người ta, kéo hình chữ X lên hình chữ X, gọi là Kesa. Còn cái Kiriage là khi các bạn rút kiếm ra chém, thì cái mũi của bạn đưa lên như vậy là để chém vào cái cổ tay người ta. Khi các bạn chấm vậy, bạn thủ vậy, bạn chém lên vậy, đó là Kiriage. Các bạn nắm vững không? Thành ra có nhiều người đến với kiếm nhật không phân rõ được cái đường chém của kiếm ra sao, thì làm sao dạy cho mọi người biết cái sự lợi hại của cái kiếm nhật. Không phân biệt được giữa cái thế kiếm Migi Hiragi Kesa chém xéo với kiếm chém thốc cái mũi lên ở dạng Kiriage, thì làm sao các bạn biết được cái lợi hại của
móc cái kiếm lên chém ở cổ tay như thế nào, và cái chém ngang như thế này, cái lực nó ra thế nào, thì làm sao các bạn chỉ cho cái thế hệ nói tiếp. Bạn đưa kiếm về, bạn kéo lên trên cao, nhảy lên, lên về, rất là dũng mãnh. Nhưng trong kiếm không cần phải vậy, chỉ cần lướt lên thì cái là bạn kém đứt tay nào. Một cái anh đánh gót, chỉ cần bạn thấy cái chân khủy của một anh đánh gót rất là nhẹ, nhưng cái chép anh nó đi rất là xa. Mà cái chép anh nó do tác động tới giờ của cái gớp nó nhỏ, mà nó vẫn hứng cái chép anh nó đi rất là xa, rồi đúng mục tiêu. Lạc bạn đụng hiểu, chúng ta không có dùng sức mà dùng cái thế. Bước chân sai, rùng sai, góc độ sai, thì các bạn sẽ làm cái lực của bạn nó nặng nề. Và điều cuối cùng cũng muốn xin nhắc lại, trong kiếm thuật dũng máu nó cũng có một cái quy định rõ ràng. Bạn rút kiếm ra, bạn chém tới chém lui không cần biết, khi bạn trở về đây bạn thủ ở nhà chú đăng, thì nó có hai dạng. Một là bạn đập kiếm. Đập kiếm thì sao? Thì tay này nè, móc cái này lên, lắc cái này lên để cho kiếm nó văng ra, máu văng ra, đập xuống đây, giật máu, giật kéo đây là đập xuống, là nó văng máu xuống, là một cái động tác khi các bạn thủ ở nhà chui ra. Móc đặt, móc đặt, đặt cho nó vừa vào. Đó là cái kỹ thuật. Hoặc là các bạn chém nó ra như vậy, đưa lên dụng xuống, vũ xuống như vậy rồi thì không có cần lắc gì nữa, vũ xuống là xong. Và bao không có nhìn cái kiếm, nhìn cái bao gì hết, nhìn địch thủ, nhìn địch thủ và vô từ từ để giữ cái bao, không cần phải là sai. Dũng máu trong kiếm, khi các bạn ở đằng này bạn có thể loan kiếm về, nếu có ai cảm thấy nhanh thì loan kiếm về là một cái thuật của dũng máu. Hoặc là các bạn vừa kiếm chém ra đây rồi mà đang thủ vậy gì, thấy chú đăng bạn không giật kiếm lên để mà gọ dỗ, thì bạn có thể đẩy kiếm ra vũ dạng này, đó là dũng máu. Hoặc là bạn đang về bạn rút kiếm về bạn vũ xuống, đó là cái kỹ thuật vũ máu. Nó có những cái đặc điểm chứ không có chế các bạn. Học chiến dịch không phải là học Aikido mà các bạn chế tùm lum theo ý các bạn, nó phải có quy định. Các bạn hôm trước tôi có chỉ cho các bạn một số cách phương pháp loan song kiếm, thì hôm nay để bổ sung tôi sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ, là ngoài các bạn loan kiếm ở dạng phía trước, nhớ không cần làm nhanh nha, sẽ hư kiếm nếu bạn không có đủ kiếm, thì các bạn sẽ loan kiếm ở dạng ngược lại, ở dạng dưới chém lên là cái dạng thứ hai để các bạn học, để hỗ trợ các bạn. Vì cái thế thứ hai này
khi bạn hốt như vậy, nó sẽ giúp cho các bạn tập những cái thế kiếm bạn có thể nhào lộn. Nhớ kỹ, khi các bạn đưa như vậy thì cái này để cho các bạn nhảy. Ở đây không gian chặt quá, không có thể làm tập được. Và khi các bạn lon kiếm thì nó có cái dạng để các bạn nhào lộn. Đó là cái bổ sung cho các bạn về cái kỹ thuật song kiếm. Đây là hai cái kiếm, một cây vào màu vàng, một cây màu đen, là hai cái kiếm katana tôi dùng để mô phỏng cho các bạn thấy cái cách đánh, cách loan của kiếm. Nhưng mà vì hai cái katana này rất là nặng nên thành ra cái sự biến chuyển của tôi không linh động được, vì hai cái cổ tay nó không đủ sức để giữ lại. Thành ra khi các bạn tập là cần phải nhanh hơn. Những cái thế loan như vậy đòi hỏi các bạn phải nhanh nhuyễn, để chi? Để khi các bạn ứng phó chém lên phạt tới phạt lui, nó đều phải có một cái trình tự đâm trả, đưa kiếm vào bao, chém, đưa lên, đều phải nhịp nhàng. Và cái kiếm, có người hỏi cách vô bao thế nào, thường thường song kiếm nó có cái dạng để kiếm sau lưng. Thì ra khi các bạn rút kiếm ra nó như vậy, bạn vô kiếm vô bao nó như vậy, khó lắm nha các bạn. Không có kiếm bạn không làm được cái gì cả. Một số người nói tôi, hỏi tôi dùng thanh kiếm gỗ tập được không thầy? Vâng, các bạn tập được hết á, nhưng để hoàn chỉnh, để perfect thì bạn phải có cái kiếm Ryu katana để các bạn mới biết cái lực của nó như thế. Các bạn, có người hỏi tôi rằng tại sao tối ngày anh cứ nói rằng cái bàn ngón tay Phật là nguy hiểm? Thì thưa các bạn, rất là nguy hiểm. Bởi vì bạn không phân phối đều cái lực trên tay các bạn. Khi các bạn chém ra như vậy, hay là chém xuống vậy, hay là trên lên xuống vậy, thì nó sẽ tuột, nó sẽ tuột cái dây quấn. Quá mạnh thì cái này nó sẽ bung cái dây quấn từ chỗ này, nó sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Cái kiếm các bạn sẽ bị bung ra như vậy, cái dây quấn nó sẽ bị bung ra. Và nhất là nhớ, thanh kiếm mà nó không có cái điều đồ này là thanh kiếm dởm. Khi các bạn mua kiếm mà bạn thấy cái chỗ này nó không có cái đồ trắng như vậy thì các bạn đừng có mua. Vì lâu, chỉ cần vài ngày bạn muốn kiếm là nó bung rồi. Uổng phí tiền. Thành ra khi các bạn đến với clip, những clip của video Aikido Sài Gòn War, thì các bạn nên nhớ kỹ những gì tôi nêu ra. Các bạn nên chú ý tập luyện và trải nghiệm để các bạn biết nó lợi hại như thế nào, và nó giúp cho các bạn đỡ tốn tiền. Múa kiếm dùng cái lực lưng nó mạnh cho cố sát, bạn mệt chứ không có gì hết. Mà kiếm nó đâu cần phải vậy, bạn bỏ tấn ra dài thòn vô kiếm cho bao nghe ghê gớm lắm.
kiếm nó đâu cần vậy các bạn. Kiếm này rút ra là đền bỏ các bạn mất cái tư thế nhân sinh vội vàng. Nó chỉ là bạn không kịp trở tay khi địch thủ vẫn còn có khả năng tấn công lại bạn. Vừa hư cái bao kiếm, vô kiếm cho nhanh để làm gì? Khi kỹ thuật của kiếm nó đâu có đổi. Trong kiếm nó có hai dạng. Tại sao nó có hai dạng vô bao kiếm? Đó là Sudan và Jokuran. Sudan Sudan tức là sao? Sudan tức là bạn vào kiếm với bao đi, rất là chậm. Còn Okuran là sao? Là dành cho những tay kiếm lường lẫy, chém xong rồi người ta vô rất là nhanh, nhưng mà vô tấn công trong ta là quá vô chậm. Cái quan trọng ở đây cũng muốn nói là cái bộ vị tấn, cái chân đứng của bạn nó như thế nào, chứ không phải là bạn thọt chân ra và dùng cái tấn. Trong Aikido đa số những người tập lâu hoặc là tập mới đây đều không để ý được, cứ nghĩ không ai biết, không ai nói là muốn chế gì là chế. Thưa các bạn, mỗi một lĩnh vực nó có một cái quy luật, quy tắc và kỹ thuật riêng. Các bạn chế nó, nếu người không biết thì cho bạn rất là giỏi, hay. Nhưng khi đụng phải những người chuyên nghiệp và những người đã từng luyện tập, họ sẽ phát hiện ra bạn sai lầm, sai lầm trầm trọng ngay cả những cái múa cơ bản. Thành ra những gì tôi nói cho các bạn nghe, tôi xin đúc kết cho các bạn rằng trong kiếm nó có những thế kém. Một tay ở dạng Nuki Suki, chém ngang từ cầu qua này, không để mũi lên cao cũng không để mũi chú xuống, nó nằm ngang. Cái điểm từ sau đây, cái điểm ở cái mũi kiếm này nó ngang ở đây, gọi là Nukisuke. Và nó có một cái thế kém từ trên bổ xuống, nó gọi là Kiryotoshi. Mà Kiryotoshi thì nó có hai, thêm hai cái dạng Kesa. Kesa là sao? Là chém xéo từ cầu vai bên này đến cái hông bên đây, từ cái cầu vai bên đây chém cái hông xuống lên, xuống lên, thì cái xuống của nó dừng ở đâu? Dạ thưa các bạn, cái xuống nó dừng ở ngay trước mặt các bạn, kê xà. Và khi các bạn chém lên vậy thì nó cũng dừng ở đâu? Nó dừng ở trước cái điểm mà bạn tầm mắt bạn nhìn ra cái mũi kiếm. Nó không lên cao quá làm gì, nó không phải là vậy, nó không có lên cao nó này, cái tầm nhìn của bạn bạn rung xuống nó, thì cái lực của bạn từ đây ra thì cái chân bạn phải cong lại để giữ được trọng tâm xuống vậy. Để làm gì? Cái tư thế này là để bạn có thêm một cái dạng luôn luôn liên tục, đó là cái dạng chém toros, chém ngang bụng, đứt cái bụng người ta ra. Thì chém đứt cái bụng người ta ra thì nó dạng là gọi là suhe. Suhe, đây là dạng suhe, tức là dạng chém phát, đứt cái ngang cái bụng. Thì cái chân bạn vừa chém đây thì cái chân này cũng phải rút lại, dùng cái hông. Bạn muốn trở ngược lề chém đây thì cái này cũng phải bỏ lên miệng, chém xuống tên đây thì không có chém về đây. Có nhiều người không biết hết cái lực về đây sai. Và các bạn ưa lầm lẫn giữa cái dạng Yakuza
Migi Hiragi của dạng Kesa. Các bạn lầm lẫn với cái dạng mà rút kiếm ra kém thóc lên như vậy, Kiriage, tức là cái mũi lên như vậy. À, tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, có một câu hỏi của bạn là tại sao tôi nói không có chém cái dạng này, đâm cái dạng này, đâm cái lưỡi này là công kiếm. Nhưng họ thấy có một số anh đâm, có một số kiếm sĩ đâm ngược đi. Dạ thưa các bạn, cái lực mà các bạn từ đây, cái sóng kiếm ấp dưới sông bạn đâm tới, nó khác với cái lực từ đây bạn để ngửa mặt này và đâm nha. Nếu các bạn tay bạn cũng vậy, bạn chọn là chọn từ đây nè, cái lực nó mạnh, nhưng mà bạn cho ngược đây cái lực bạn yếu, thì cái kiếm nó cũng y chang như vậy. Nếu bạn nắm ngược cái chiều này thì nó mạnh, mà bạn nắm ngược chiều này thì cái kiếm bạn yếu. Bạn lấy cái bàn tay ra, bạn đâm chọt như vậy, ở dàn dây thì giống như cái kiếm vậy. Mà bạn nắm ngược dây thì cái bàn tay bạn như vậy, thì cái lực bạn yếu. Bạn chỉ chọt ở dạng là những cái nào cái đối phương ở dạng mềm, bạn chọt cứng là cái kiếm bằng công, cái tay bạn gãy. Đó là cái quy luật. Thành ra khi các bạn thấy một số huấn luyện viên đai đen mang đai đen cao nhất trong Aikido muốn một bài kiếm về, là chứng tỏ là chưa nắm rõ kỹ thuật. Nói tóm lại, đến với kiếm là các bạn cần phải nắm rõ trước khi các bạn luyện tập. Những video clip tôi post lên cho các bạn đều bao hàm một cái sự chỉ ra một cái sai để hướng dẫn bạn một cái đường đi đúng, không ngoài mục đích đó, tức là giúp cho các bạn bổ sung thêm cho các bạn những kiến thức về nó. Không bao giờ có ý định bôi nhọ, chê bai các bạn. Thành ra các bạn nói tiêu cực hay tích cực là các bạn hãy nhìn kỹ các bạn trước. Một cái clip tôi chưa kịp giải thích vì thời gian, thậm chí không có ai bỏ công sức ra làm cái chuyện vui buông như tôi cả. Nhưng tôi bỏ ra cho các bạn vì chúng ta cùng là một cái đam mê võ thuật. Và có một số người em, một cái số người học viên ngày xưa, họ đam mê Aikido nên tôi mới bỏ công sức ra để mà tiếp nối cái niềm đam mê của họ. Thì có một số người vẫn có một cái suy nghĩ lệch lạc, cho rằng tôi là một con người rất là khó chịu, ưa soi mói, bươi móc những cái kỹ thuật của người khác ra để làm trò cười trong thiên hạ, để bôi nhọ họ. Không có bao giờ, không bao giờ. Tôi chỉ cho các bạn thêm một số kiến thức, nhưng tôi không có một cái đề tài để mà gọi là phân tích để cho các bạn thấy rõ, thì làm sao tôi chỉ cho các bạn được. Nhất là tôi chỉ có một mình, không có một sự hỗ trợ nào. Khi chỉ các bạn là những cái gì, những giáo án, những cái trải nghiệm tôi có được, tôi mới đúc kết cho các bạn được cái clip để các bạn tập. Nhưng ngoài ra tôi còn phải có sự hỗ trợ các bạn, tức là có những cái video clip nào đó, các bạn trình diễn được cái sai phạm nào đó, thì tôi mới có thể mượn cái đó mà chỉ cho các bạn được. Còn không bao giờ tôi thành công khi tôi không có sự hỗ trợ các bạn. Thành ra các bạn tin thì các bạn đến và nghe và xem và highlight và like cho chúng tôi, cho tôi biết là cái điều tôi trình bày ra nó bổ ích cho các bạn.
để tôi có một cái động lực làm tiếp những cái hàng video khác hay hơn, tốt hơn và hoàn chỉnh hơn. Còn các bạn không có ý kiến gì hoặc là có những cái trơ trách, những comment vô lý thì tôi thích chịu thua. Bởi vì cái level mọi người khác nhau. Một anh cứ đến với tôi nói rằng: "Ê, ông học cái kiếm ở đâu vậy? Đâu phải là cái tình huống nào cũng là một chiêu tam biến đâu." Một câu nói vừa ra là tôi biết level bạn nào. Trong thời gian tập luyện, bạn không rèn luyện để có một sự nhanh nhẹn như vậy thì làm sao mà phán đoán được địch thủ ở trong tình huống nào mà bạn ứng phó được kịp. Bạn chờ tình huống nó ra sao, tình huống nào là ok để cho tam biến, tình huống nào là một biến. Tôi không hiểu các bạn vừa mới đặt câu hỏi cho tôi là tôi thấy bạn ở cái level nó quá yếu. Mà lạ quá yếu thì làm sao tôi tham luận với các bạn. Và cuối cùng, có một số bạn trẻ rất thích xem phim và là xem game, yêu cầu tôi hãy trình bày hết tất cả các loại kiếm nhật để các bạn xong kiếm trình bày cho các bạn cũng đã khó khăn rồi, mà kêu trình bày hết tất cả các loại kiếm, tôi cũng có cái mức giới hạn của nó. Kiến thức tôi nếu đã giỏi là đã có cả lớp trường lớp rồi, tôi chỉ là những cái người đi trước hiểu biết một chút để trình bày các bạn. Về cái kiếm này tôi không chỉ cho các bạn được vì lý do là sao? Nó rất là khó và ít bài vì không có ai biết được nhiều. Nhưng có một cái điều mà tôi muốn nhắc nhở các bạn, nếu các bạn muốn học tập cái này, bạn nghe không? Cái kiếm này nó vô vào rất là nguy hiểm. Bởi vì nó không có đồ trắng đây, bạn có bị kẹt tay ngay chỗ này, hoặc là bạn bị cắt đứt tay ở từ cái đầu này nếu bạn không bước lượng được. Và điều tôi khuyên các bạn là các bạn tập làm sao, đầu tiên cũng vậy, rút kiếm ra khỏi bao. Bạn phải tập làm sao vô kiếm được bao của cái kiếm này một cách chính xác. Thì bạn muốn tập gì tập, đánh sao đánh. Và kiếm, học kiếm Shirawaza này thì các bạn luôn luôn là cầm ở dàn ngựa, không cầm sát như cầm nó ở chính giữa này. Và khi vô kiếm vô bao, nhớ kỹ, bạn phải trục độc, phải nói là chọc thủng hai con mắt của bạn cho nó đuôi gì. Tại sao vậy? Thì bạn mới tập được giống như cái dạng mà gọi là hiệp sĩ bồ. Nói về chơi thôi, nhưng các bạn chỉ cần nhắm con mắt lại và vô kiếm và bao cho nó chuẩn, không có chờ đợi hay nhìn đâu hết, không có nhìn cái kiếm nữa, vừa chém ra vậy và chụp vô bao là vậy. Mà muốn như vậy thì sao các bạn? Thì các bạn phải tập sự ước lượng, tức là bạn rút kiếm ra bao, bạn chém, nhưng khi vô bao thì bạn mượn cái vào vai này làm cái điểm tựa, và cái này làm cái điểm tựa để bạn vô kiếm vô bao cho nó chính xác mà không cần phải nhìn. Tôi nhắm mắt lại các bạn, đừng có kêu tôi là chọc thủng mắt nha. Tôi không nhìn được các bạn, nhưng tôi cảm nhận được từ qua cái bờ vai, từ qua cái đệm này để tôi vào kiếm vào bao. Tôi nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái đường kiếm vô bao. Đó là cái điều mà tôi mong mỏi các bạn. Muốn bạn trẻ nào muốn tập này thì phải tập kiếm vô bao trước. Mà muốn tập kiếm được vô bao thì nó cũng giống như các bạn đang tập katana cũng vậy. Bạn bỏ kiếm vào bao, bạn không được nhìn cái kiếm, cái bao kiếm làm gì mà nhìn được thủ. Đó mới là trình độ. Còn có một số người nữa,
Thôi, có một số người binh cái vị cao thủ Aikido, bắt buộc mình phải nhìn kiếm. Nhìn bao kiếm? Nhìn bao kiếm thì đừng học. Đừng học kiếm nhìn. Muốn tập là phải rèn luyện, phải có một cái kỹ thuật chuẩn để mình ước lượng được cái tầm vỏ kiếm vô bao như thế nào, và phải hiểu rõ rằng đến với kiếm Nhật, ngoài chuyện chọn được một cái thanh kiếm tốt, phải biết chọn cái thanh kiếm tốt tốt như thế nào và có những đặc điểm nào cần để có khi tập luyện, và biết cầm cái kiếm như thế nào để cái lực ra nó mạnh, có hơi gió. Được như vậy rồi thì vẫn phải biết là cái y phục nào nó ra làm sao để thích ứng cho việc đeo kiếm vào, rút kiếm ra khỏi bao nó chuẩn mà không bị vướng. Nó đòi hỏi các bạn rất là nhiều những kỹ thuật. Không ai nói cho bạn thì các bạn không bao giờ biết đâu. Bạn tưởng tập là dễ dàng lắm. Kiếm bạn mua xả láng luôn, hễ có tiền là mua xả láng, nhưng mà thật sự ra hư hết. Bạn tập không được, nó nặng, bén quá nó sẽ làm gây ảnh hưởng tới bạn. Các bạn không lựa được những cái thanh kiếm full tang hay là những cái thanh kiếm có cái những cái mũi kiếm chuẩn thì các bạn sẽ đánh nó không có ra lực chút nào. Bạn cầm cái kiếm bạn múa giống như là múa gậy, múa đao của cái kiếm này, điều của kiếm đào. Kiếm nó giống như bạn đang chơi những cái dạng đánh golf hay là tennis hay là quần vợt, cầu lông. Cầu lông thì nó dùng có một tay, thì nó thích ứng cho cái dạng rút kiếm ở dạng một tay. Golf hay tennis là cái lực nó tới hai tay. Nếu những cái môn này mà dùng bằng sức gồng cả người thì làm sao họ phản xạ được những cái thế phản xạ liên tục của đối phương? Chỉ vì một cái điểm sơ ý như vậy, các bạn sẽ hiểu ngay là đến với kiếm, các bạn không thể nào gồng hay là sạc tấn cho cố sát. Và thậm chí có những người mà từng đã ở nước ngoài, Việt Kiều, trở về Việt Nam để sinh sống, họ có những cái tư tưởng như vậy. Họ cho rằng họ đã học một cái một số cái cơ sở ở bên nước ngoài, cái trình độ họ cao lắm. Họ nói cái bước chân của trong ngay cái đô nghiêng để chân nghiêng là trình độ, hay là cái sải của cái kiếm nó đi á, cái mũi sần sật nó sẽ ảnh hưởng ở những cái địa hình khó. Thưa các bạn, không, người Nhật họ đi bằng guốc. Bạn nghĩ sao mà họ đi bằng guốc mà họ vẫn có thể đánh được kiếm Nhật, chế ra được cái kiếm Nhật? Thì cái chuyện mà các bạn nói là cái địa hình khó khăn gì đó, đó là bạn chưa nắm vững về cái kỹ thuật kiếm và cái bước chân của kiếm. Thì các bạn bàn luận, nếu nói cho thật kỹ thì các bạn đang nổ với tôi, chứ không có, các bạn không có tập, không có hiểu rõ. Đó là những điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tập, bạn hãy lấy kinh nghiệm của các bạn ra. Tập, bạn hãy trải nghiệm để biết người ta nói dấp, nó xạo thế nào. Nhìn một cái clip vu vi, các bạn cho nó là hay, nhưng ở khía cạnh nào gọi là hay? Tôi xin hỏi các bạn, sau khi tôi trình bày những cái đặc điểm về các thế chém của kiếm,
bước đi của kiếm và cái tư thế của kiếm, bạn sẽ hiểu như thế nào. Sau khi các bạn xem lại cái clip tôi đã post do một thành viên gửi về một cao thủ Aikido múa kiếm, trình diễn một cái bài kiếm, một cái thế kiếm, thế chém, thì các bạn tự phán đoán, tự suy nghĩ. Chúc các bạn thành công.